nó đang lực lực nó mạnh không? Thế lực, tức là lực khi lái thì như nhau đúng không? Cảm giác như nhau hay là như nào? Mình đang cảm giác là con này nó khỏe hơn. Khỏe hơn rồi. Đấy anh em vừa nói bác đã thấy luôn đấy. Hey, chào anh ạ. Anh tìm mua sản phẩm để hãng com ạ. Đúng rồi, mình đang muốn tìm sản phẩm vô lăng. Vô lăng lái xe. Thế mời anh vào đây ạ. Thế thì hiện tại thì anh đang có hứng thú với cả bộ nào nhỉ? Bởi vì là bên em có khá là nhiều bộ, từ thấp cũng có, mà cao cũng có. Anh hứng thú với tầm nào? Thực ra thì mình cũng tìm hiểu trước rồi. Thì bây giờ mình đang muốn lên một con Ford Mustang T300. T300 mà cũng đúng rồi. Ford Mustang chuẩn luôn rồi. Ở nhà chắc anh đang dùng bộ gì nhỉ? Ở nhà thì mình đang dùng một cái bộ, nó là DIY ở Việt Nam thôi. DIY Việt Nam. Đây, có cả cái bộ T300 này đây đúng không? Bao gồm cả bộ mà có cả một cái vô lăng, cái bàn đạp đây đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi. Nói chung là mấy con Transmaster thì cũng khá là ngon đấy. Và cũng ở mức tầm một tầm trung trong thế bây giờ. Thế thì bây giờ mình đi qua bên kia mình không thắng luôn đấy nhỉ? Ok bạn. Trông anh thì cứ quen quen. Quen thật nào? Đấy á. Chắc là xem ở trên live của mình trên TikTok hay sao ấy. Hiếu Lim Gaming đúng không? Đúng rồi. Live hay lái xe xong rồi, nhưng mà không dùng webcam lại dùng gương đúng không? Chính xác rồi, đúng rồi. Ui dồi, dạo nào nhìn trông quen ấy. Ui, nhanh nhanh mình vào mua còn live stream đúng không? Ok, đi thôi. Chỉnh các bạn ạ, là bây giờ phải đi kia kiểm tra cơ. Nhưng mà hôm nay mình làm gọi là người kiểm tra cá nhân của bạn luôn. Nhưng mà cho mình xin phép được đến nhà bạn để set up hộ được. Thế thì tốt quá, được rồi. Thế thì đi luôn nhá. Ok. Đây. Vào đây. Ui. Đây là góc livestream của mình. Đây là set up của bạn à? Đúng rồi, đây là góc set up của mình. Nhìn cháy ấy. Nhưng mà anh em nếu anh em nhìn thấy cũng khá giống của, nhưng mà bạn lắp được bao giờ rồi? Thực ra là cái bộ này mình lắp cũng được khoảng 2 năm rưỡi đến 2 năm rồi. 2 năm rồi? Ui, thế thì tức là cái thời điểm mà khi mà mọi người chưa biết những cái bộ này là bạn đã bắt đầu chơi đúng không? Bạn tham khảo ở bên nước ngoài hay là những anh em ở trong Việt Nam thôi? Thực ra là cái hồi đấy thì nếu mà tìm thông tin ở Việt Nam thì gần như là không có. Không có. Nên là tất cả những cái bộ này thì mình tìm hiểu bên nước ngoài này. Những cái loại nhôm này mình cũng tìm, đợt đấy tìm cái nhôm này khó vết. Hồi đấy nhôm định hình này đó. Đúng rồi, hồi đấy người ta không bán lẻ nhôm này, phải mua cả cây. Thế là mình phải tính làm sao mà mua đúng một cây 6 mét về cắt ra để làm được một khung như này. Nên là lý do bạn thấy những cái thanh thanh kiểu nửa vời đấy đó. Bởi vì là mình không đủ cái 6 mét đấy nên là mình phải làm bằng những cái thanh thép như thế. Ok. Wow, thế thì chúng ta là một trong những người đi đầu đúng không? Đi đầu. Thực ra là đi đầu cũng không dám, bởi vì là trước đấy là cũng có những câu lạc bộ người ta chơi rồi. Thế nhưng mà thực sự thì mình thấy rất là độc lạ bình dương những cái bộ này, thì bạn có thể giải thích đây là những món gì được không? Thực ra là ở đây chỉ có nổi bật nhất là cái vô lăng này là hàng DIY ở Việt Nam của một anh ở dưới Nam Định, thì cái anh cũng là khá là nổi. Nhưng mà vì là mình cũng dùng lâu rồi, với cả là nó không được tương thích những cái phản hồi với cả một số game như là Forza Horizon. Tức là phản hồi là như là kiểu nó khựng lại hay là nó kiểu nó giật rồi rung rung hay gì? Có nghĩa là khi mà cái bộ vô lăng này chơi Forza ấy, mà đánh lái sang trái ấy, thì khi mà nhả tay ra thì nó không đành trả lái lại, nó dính luôn. Nhưng mà nếu mà cái bộ này mà để dùng chơi những game như là lái xe tải, như là Euro Truck Simulator 2 thì nó lại rất là ngon. Và cả là cái giá cả nó lại rất là tốt, nên là mình vẫn chơi đến bây giờ, nhưng mà vì là cái nhu cầu muốn chơi những game khác nữa nên là mình muốn đổi vô lăng. Ôi, thế chứng tỏ là đồ bạn nhiều đồ chế cháo hết nhỉ. Nhưng mà tại sao bạn lại lựa chọn con này, T300 này? Thực ra là vì con T300 này mình cũng tìm hiểu rồi, thì cái phản hồi lực của con T300 là nó khỏe hơn con G29. Đúng, thế đấy, đúng là rồi. Cái độ trả lái của con T200 nó nhanh hơn, nên là có khả năng đủ khả năng để mình chơi được grip. Cả là mình muốn chơi drift nữa. Tức là bây giờ bạn đang sẽ chuyển sang drift chứ không phải là chỉ đua xe ở Euro Truck Simulator nữa đúng không? Thực ra là mình sẽ chơi rất nhiều game liên quan tới đua xe không? Đúng rồi. Ôi, nhưng mà drift được bạn phải có phân tay chứ. Đúng rồi, thì thực ra là mình chưa làm thôi. Ok. Có gì liên hệ với mình không? Rồi. Thì mình có chuyên gia đấy. Rồi, ok. Thế thì bây giờ mình lắp nhỉ? Đúng rồi, lắp luôn. Đây. Bây giờ mình mở hộp ra phát nhé. Ok. Còn T300RS vô lăng mở ra bắt thấy vô lăng nó luôn này. Chồng thì cầm đi xem. Ôi,
chính ra cái chất lượng con này ok mà. Con này có quick release nhưng mà bây giờ con này thực ra là người ta gọi là slow release. Slow quick release. Đấy, tức là nó không cần phải xài ốc nhiều, nó vẫn có thể tháo được. Nhưng mà thế, nó chỉ như thế thôi, tại vì con này chỉ dưới 10 triệu mà. Tiếp theo sẽ có dây nguồn này, nguồn lại kiểu rất là kỳ dị này. Thêm một số công cụ dụng cụ để gắn gá cái tức là để đỡ cái phanh thì phải, mình nhớ như thế. Xong rồi tiếp theo nữa thì đây, phần chính này. Nhưng mà bạn là live ở trên đa số là bạn mình thấy là bạn đang TikTok này. Bạn còn live ở trên kênh nào nữa để cho các bạn viewer có thể theo dõi nhỉ? Thực ra là bây giờ mình đang tập trung chính vào TikTok thôi. TikTok. Còn YouTube thì cái kênh nó chưa mạnh lắm nên là mình chưa làm được TikTok. À, chưa làm được YouTube. Làm YouTube. Ok. Đây, còn đây là cái cuối cùng đây, combo bàn đạp của nó đây. Đúng rồi. Nhờ để chặn cái đằng dưới này, nhưng mà chắc bạn không cần chặn được nhỉ? Không chặn. Đây kiểu như này. Đấy, để nó có thể block này, nhưng mà chắc nó cứng hơn đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ tháo gỡ cái bộ kia đi xong rồi mình lắp vào nhỉ? Ok. Có đủ chỗ tháo cái phần cái chữ L kia ra xong rồi lắp vào đây được đúng không? Chắc là thoải mái hơn đúng không? Thực ra là vẫn chắc vẫn phải kẹp. Lúc đầu vẫn kẹp. Sau tôi sẽ chế lại cái chân này sau. Bởi vì là cái phần đấy kẹp nó hơi yếu đúng không? Nó tại vì không phải tại vì nó bé. Đây cái chân kẹp nó dài lắm. Nó là như kiểu để kẹp cho bàn á. Đấy, thế nên là đang không biết xử lý như nào. Nó có hai cái ốc này không? Có, còn nó có hai cái ốc này có đi cùng không? Hai ốc đấy thì hình như là câu trả lời là không thì phải. Hiện tại là không thấy đâu. Không, mình thử ốc 6 vì là cái bộ mình đang dùng ốc 6. Ốc 6 à? Hơi suy nhỉ? Đấy, cái gì tháo sao? Bộ này ra đấy nhá. Dây cũng đã lắp rồi, chưa cắm nguồn thôi, nhưng mà có một cái vấn đề là cái mount nó khác nhau mà. Mount nó khác nhau nên là hiện tại là đang không thể nào gá chắc 100% vào được. Tức là chúng mình đang phải dùng cái gá bàn này, cái cài bàn để vào cái tấm nhôm này. Còn chứ nếu mà giải pháp ban đầu ấy là dùng cái chữ L này rồi để có thể cài vào rồi đính vào đây luôn, nhưng mà bởi vì là cái ốc này thì nó lại to quá, dài quá, tức là bị cấn. Sắp tới bạn làm gì nhỉ? Bạn sẽ làm gì với bộ này? Tôi sẽ phải chế lại cái mount chữ L thôi. Chế lại mount chữ L. Cái này đơn giản nhưng mà. Cái này đơn giản thôi. Mua một là mua loại ốc khác hay là chế một loại mount khác. Đúng rồi. Nhưng mà thử gì này xem thấy có đủ để mình tạm chơi chưa? Thật ra là tôi nghĩ là vẫn đủ. Đủ đúng không? Vẫn chơi okay, được. Ok, vẫn đủ không? Thế bây giờ hãy vô lăng vào xong rồi gắn nút dây nhá. Ok. Mình đã vừa lắp xong rồi, vẫn chưa phải là hoàn thiện hẳn 100% nhỉ, vẫn chưa hoàn thiện 100% nhưng mà cũng 80% thôi. Thì bạn Hiếu sẽ gọi là đi làm lại một chút, sẽ nâng cấp một chút, nhưng bây giờ để ra cho bạn Hiếu trải nghiệm nhé. Nhưng mà thực ra motor thì chắc yếu hơn thôi, nhưng mà do cái driver gã này, có thể là do khả năng cao do driver. Thế nếu mà bây giờ so sánh thì ông thấy thế nào? Ông thấy thế nào so sánh với cả bộ cũ này? Thực ra là tôi thấy con này nó trả lực nhanh hơn không ạ? Trả lực nhanh hơn đúng không? Đây không phải video quảng cáo. đây là người thật việc thật đó. Chúng mình vừa từ cơ sở khác về, chúng mình bây giờ là đi lắp máy cho khách ấy. Thế đây là sự trả riêng của khách. Thì trả lực nhanh hơn đúng không? Nhưng mà lực, tức là lực khi lái thì như nhau đúng không? Cảm giác như nhau hay là như nào? Mình đang cảm giác là con này nó khỏe hơn. Khỏe hơn à? Đấy anh em vừa nói bác đã thấy luôn đấy. Thế thì vấn đề là sau khi mà lắp bộ này xong thì ví dụ ngoài cái DD đi thì bạn còn có cái nhu cầu nâng cấp gì nữa không? Giống như là cần số này hay là tay phanh hay gì đấy?
Thực ra là nếu như sau bộ này thì khả năng cao là sẽ khi mà lên được DD ấy, thì mình sẽ nâng thêm bộ hộp số với cả phanh tay cho nó phù hợp với cái bộ DD thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà chơi simulator thì em mình lên đến DD nó là đỉnh rồi. Cái quan trọng là cái trải nghiệm nó khi được gọi là V tay lái này, đúng không? Đúng rồi. Là nó khác biệt giữa DD với cả con dùng gọi là đai như này. Thì thực sự là rất là cảm ơn bạn đã qua Hacom và lựa chọn mua ở bên Hacom chúng mình. Và hy vọng là bạn có thể đạt được những thành công tuyệt vời hơn để và anh em nhớ ủng hộ nhá, để bạn còn lên đây. Ok nhá. Okay. Rất cảm ơn bạn. Như vậy, cảm ơn Hacom rất nhiều. Bye.